một Channel. Chương 1116, không bình thường. Điều hổ ly sơn. Lê Hoa ngẩn ra, khó có thể tin nói, ngươi hoài nghi đại môn tiên phủ này còn có thể mở ra. Vân Côn cười ha hả, khuyên nàng bình tĩnh, không sao, hướng lan huyên kia tuy là cảnh giới bán tiên, nhưng so với phổ chọc còn có chênh lệch không nhỏ, phổ chọc thương mặc dù chưa khỏi hẳn, hướng lan huyên trong thời gian ngắn muốn đánh bại nàng, hẳn là cũng không dễ dàng lại để phổ chọc đi xem trước, nếu không phải điều hổ ly sơn, nếu những người đó đều ở đây, chút đường này đối với ta mà nói không tính là gì, ta có chạy tới cũng không muộn. Lê Hoa lại ngẩn ra, chờ nàng thăm dò tình huống sẽ thông báo cho ngươi, còn kịp không? Vân Côn, thả lỏng tâm, phổ chọc có biện pháp lập tức thông báo cho ta. Lê Hoa nga một tiếng, người ta không nói rõ, nàng cũng không tiện hỏi cái gì. Hôm nay tuy nói mình trở thành Lê Hoa nương nương gì đó, nhưng quá trình này qua loa ngay cả nghi thức đơn giản tối thiểu cũng không có liền công khai nói với bên ngoài mà thôi chính nàng cũng không dám coi mình ra gì ít nhất tạm thời không dám quá coi là thật đại đội nhân mã xuất phát phượng quan vân mình đầy thương tích cũng bị áp giải lên đường trước khi xác minh lời nói tất yếu trong coi tránh không được cũng muốn nàng chỉ điểm xác nhận địa điểm ẩn thân cụ thể kha mật lần này không thể tránh được thanh nhàn tu vi của hắn phải phát huy công dụng nếu đối trận với lan huyên hắn và cừu hạp phải dây dưa với minh tăng mông phá và một nữ tu cao huyền không biết tên khác cho nên cừu hạp cũng mang theo vết thương gãy tay xuất phát không ai quan tâm vết thương của hắn thế nào chính hắn cũng phải làm bộ như chẳng hề để ý chỉ là phi hành đường dài trên không trung có chút vất vả thân thể hắn bây giờ quá lớn vì tiết kiệm sức lực hắn ở trên mặt đất bay vút lên bay xuống chuyện đã đến nước này cái này cũng không có gì trong lòng hắn cảm khái rất nhiều chính là hướng Lan Huyên, nữ nhân kia lại đột phá đến cảnh giới bán tiên. Trọng điểm là ở dưới mí mắt hắn lâu như vậy, hắn cư nhiên không có phát hiện bất kỳ manh mối gì, hắn tự hỏi hướng Lan Huyên không phải sau khi tới nơi này mới đột phá chứ, nữ nhân này che giấu quá sâu, hắn nẫm lại đều nghĩ mà sợ, lúc trước tại trên đầu nữ nhân kia đại phát uy phong, chỉ sợ nữ nhân kia nhìn mình đã nhàm chán giống như nhìn một người chết a. À. Sao lại đột phá tới cảnh giới bán tiên? kết hợp vân côn chỉ ra có người tiến vào chư thiên chi cảnh tắm rửa thiên tuyền hơn nửa phượng quan vân cung kính tình huống ô ô có thể khẳng định chuyện chư thiên chi cảnh ô ô cùng hướng lan huyên nói dối nói cách khác hướng lan huyên rất có thể là ở chư thiên chi cảnh được tiên duyên gì đó kha mật cũng có hoài nghi tương tự chỉ là hai người đều không rõ nếu đã đột phá đến cảnh giới bán tiên còn nhiều thời gian cần gì phải chạy đến cự linh phủ này mạo hiểm tìm cái cớ hoặc cố ý làm ra chuyện gì dẫn đến không tiện đi vào, hẳn không phải là việc khó chứ. Hoắc lãng cưỡi trên người một con rắn bốn chân cánh bay, nhìn trời đất xa xa, trong lòng lo âu, vẫn rất lo lắng con sâu tên là đại đầu kia trên đường sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đây cũng không phải là bình thường a, à, hơi có sai sót là xong rồi. Trong mắt hắn, một con sâu nhỏ như vậy quả thật quá nhỏ yếu, tuy có linh tính. Cũng may đại đầu cũng không phải côn trùng bình thường, trên đường cũng quả thật gặp một ít quấy nhiễu, nơi này chim bay cá nhảy cùng những côn trùng bay khác cũng quả thật nhiều, cá lớn nuốt cá bé, nhưng đều bị nó xông qua. Đại đầu cũng biết tình huống khẩn cấp, một đường vội vã chạy, rốt cục lấy tốc độ nhanh nhất chạy về hướng Lan Huyên đám người ẩn thân địa phương. Bất quá nó vẫn là bệnh cũ, trước lặng lẽ trở về trên người Diễu Khánh, trước lặng lẽ hướng Diễu Khánh mật báo, đem tình huống hoắc lãng bí mật thông báo cho hướng Lan Huyên trước đó báo cho Diễu Khánh. Tình huống gì? phượng quan vân bị bắt còn khai ra địa điểm ẩn thân của bọn họ dũ khánh thiếu chút nữa giật nảy mình lập tức quan sát đám người long hành vân mới ý thức được quả thật rất lâu không thấy phượng quan vân lộ diện mất hồn mất vía làm gì thanh âm hướng lan huyên đột nhiên vang lên bên tai hắn dũ khánh thiếu chút nữa lại giật nảy mình quay đầu nhìn lại không biết vì sao nữ nhân này lặng lẽ tiến lại gần thật tình không biết hướng lan huyên một mực chờ đại đầu trở về sau khi có vết xe đổ nàng liền hoài nghi sau khi lên đại đầu trở về sẽ tới bên này trước cho nên một mực âm thầm quan sát dũ khánh bên này sau khi nhận ra hành vi lén lút trốn sang một bên của hắn và một ngạo thiết ý thức được không đúng lập tức tới nghiệm chứng đại đầu đã trở lại hướng lan huyên hỏi Vũ khánh nghĩ nghĩ vẫn đưa lá cây trong tay cho nàng trên đó chính là chữ viết đại đầu vừa mới cạo ra hướng lan huyên nhìn xong cũng nhíu mày phải thông báo mọi người nhanh chóng rời đi. Diễu Khánh nói xong liền muốn tiếp đón mọi người, lại bị hướng Lan Huyên khẩn cấp giơ tay ấn vào ngực, Diễu Khánh khó hiểu, làm sao vậy? Hướng Lan Huyên, việc này có chút không đúng, Phượng Quang Vân sao lại chạy tới đó? Còn xa lưới? Diễu Khánh nghi hoặc, hôm nay là ngày đại môn tiên phủ ước định mở ra, Long Hành Vân bảo nàng đi xem có gì không bình thường không? Hướng Lan Huyên hỏi ngược lại hắn, vậy tại sao ngươi không phái người đi xem? ta đương nhiên là. Dũ Khánh chỉ chỉ ngực mình, lại chỉ chỉ đầu, tự nhiên là bởi vì mình biết đại môn tiên phủ sẽ không mở ra đúng hẹn. Hướng Lan Huyên liếc mắt một cái, biết hỏi không, lười lãng phí thời gian, trực tiếp làm rõ nói, loại trừ nguyên nhân này, dưới tình huống bình thường, chúng ta cũng sẽ không phái người đi qua. Bởi vì chúng ta biết vân côn canh giữ ở đó, coi như cửa mở, chúng ta cũng không cách nào đi ra ngoài, động tĩnh lớn như vậy cũng không giấu được không cần người đi hiện trường mới có thể biết được tình huống. Nhất là lúc này, Vân Côn rất có thể đang há mồm chờ đợi, đang chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới, thật muốn đi quan sát, cũng sẽ không để cho loại tu vi như ngươi hơn nữa còn biết chúng ta ẩn thân địa điểm người đi thăm dò, hoặc là ta tự mình đi, hoặc là để cho dịp A-Lan đi. Mông phá là tư nam phủ tiền ti, trước đài vất vả nhiều năm, ta quá hiểu hắn, hắn không có khả năng phạm loại này cấp thấp sai lầm hai sư huynh để hai mặt nhìn nhau, hai người nghe xong cái hiểu cái không. Vũ Khánh, phải Long Hành Vân đâu? Hướng Lan Huyên, ngươi đánh giá thấp trình độ trung thành của Xích Lan các tứ vệ. Còn nữa, ngươi cảm thấy Long Hành Vân nhị hóa kia trong đầu nghĩ chuyện, có thể đi ra ngoài hay không là hắn hiện tại để ý sao? Nhị hóa kia chưa thấy qua quan tài trông như thế nào, là một người không thấy quan tài không rơi lệ, không chết đến lâm đầu, căn bản sẽ không coi cái chết ra gì. Diễu Khánh kinh nghi bất định nói, ngươi rốt cuộc có ý gì? Hướng Lan Huyên liếc mông phá bên kia hai mắt, không vội, thật muốn có việc, chờ không được đại đầu tới, chúng ta đã xảy ra chuyện. Nếu không phải Vân Côn trực tiếp ra tay, nếu bên kia còn đang điều binh khiển tướng bố trí, vậy còn có đủ thời gian, nhìn xem rồi nói sau, thật muốn động tay động chân gì, hẳn là cũng sắp có động tác. Nhìn thấy bên này đang tán gẫu cái gì, mông phá cũng ngồi không yên, đứng dậy đi bộ lên, thừa dịp hoàng tu hùng đang trầm tư lo lắng nghiêng đầu cho cái ánh mắt đợi sau khi hắn biến mất ở trong rừng hoàng tu hùng cũng bất động thanh sắc rời khỏi hiện trường đi vào chỗ sâu trong bóng cây ở phía sau một gốc cây đại thụ thấy được mông phá hắn quét mắt nhìn bốn phía mới hỏi chuyện gì nhất định phải tránh các chủ chúng ta mông phá vẻ mặt ngưng trọng nói ta bỗng nhiên phát hiện ta lúc trước xem nhẹ một vấn đề phượng quan vân bán đứng bên này kết quả xích lan các vừa vặn đều không ở đây có thể khiến cho vân côn bên kia hoài nghi hay không? Người khác ta không rõ ràng lắm, cừu hạp là biết các ngươi quan hệ sâu cạn, chỉ sợ muốn không hoài nghi cũng khó, vân côn một khi khởi nghi, phượng quan vân chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, vậy chẳng phải thành chúng ta để cho nàng đi chịu chết. Lời này vừa nói ra, Hoàng Tu Hùng lâm vào tỉnh mịch. Còn có một vấn đề, hướng lang huyên nữ nhân kia cũng không phải ngồi không, ta quá hiểu rõ nàng, tính cảnh giác cực cao, chúng ta nếu như đều chạy một khi phát động cảnh giác của nàng nàng một khi có ý thức tránh nguy hiểm chỉ sợ cũng sẽ lập tức dẫn người dời đi chúng ta không ở đây hướng lan huyên hắn cũng chạy phượng quang vân mang theo người chạy tới bổ nhào vào không trung ta thật không cách nào tưởng tượng nàng sẽ rơi vào cái dạng gì kết cục ai hô hấp của hoàng tu hùng dần dần có vẻ trầm trọng gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt khô lâu khó coi đối diện kia hắn cũng không phải kẻ ngốc ý thức được thủ đoạn của đám đại lão lật Tây vân vũ trong giới tu hành, từng bước này, vấn đề là người ta dám nói ra, hắn liền không có lựa chọn nào khác. Hầu kết giật giật, hắn hỏi, có ý gì? Mong phá khoát tay, không có ý gì khác, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi, bất quá ta vẫn cảm thấy, nếu như ngươi có thể lưu lại ổn định bọn họ, sự tình sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, ít nhất Phượng Quang Vân sẽ an toàn hơn rất nhiều, không đến mức bận rộn một hồi vô ích. Hoàng Tu Hùng lại nhìn hắn một hồi lâu, mới hỏi, Long thiếu rơi vào tay ngươi, chẳng phải tùy ý ngươi sắp xếp sao? Mông phá lần thứ hai khoát tay, lo lắng nhiều, ta muốn bài bố hắn, nhiều một cái ngươi lại có thể có cái gì khác nhau. Ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi ở vân côn bên kia đứng lại chân, ta còn muốn trông cậy vào các ngươi, tuyệt không dám để Long hành vân thiếu một sợi tóc, ta ngoại trừ toàn lực bảo vệ hắn, vẫn là toàn lực bảo vệ hắn. Hoàng Tu Hùng lại một trận tỉnh mịch thời gian không nhiều lắm nha. Mông phá ở đó than thở. Sau khi hai người lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người, Long Hành Vân có chút kỳ quái nhìn hai người một cái, hỏi, đi đâu mông phá thờ ở hướng Lan Huyên bọn họ bay qua. Hoàng Tu Hùng thì ghé sát vào trước mặt Long Hành Vân, thấp giọng dặn dò, các chủ, chuẩn bị đi. Mông phá rơi xuống trước mặt đám người Vũ khánh mở miệng hỏi, các ngươi ở đây có ai thấy Phượng Quang Vân không? đám người a lan đại cô không biết chuyện có chút mạc danh kỳ diệu chu khánh sư huynh để hai người âm thầm xem kỹ vị này không biết làm ra chuyện gì chẳng lẽ phượng quan vân sa lưới thật như lời lan huyên nói hướng lan huyên cười khanh khách mông phá ngươi lại quan tâm đến người của xích lan cát ta nghe thế nào lại có chút buồn cười muốn đào gốc tường đinh giáp thanh mông phá hướng lan huyên ta không có cùng ngươi nói giỡn thay phiên hóng gió nàng đi thật lâu chậm chạp không thấy trở về vừa rồi chúng ta đi tìm, phát hiện người không thấy, cái này rất không bình thường. Ta nói hướng Lan Huyên, ngươi luôn là một bộ lén lút bộ dáng, không phải là ngươi làm cái quỷ gì đi. Hướng Lan Huyên, ngươi xứng sao? Hiện tại cũng không phải là lúc phân biệt, tốt nhất không nên dở trò gì. Mông phá chỉ vào mũi nàng cảnh cáo một chút, ngược lại lại theo dõi Vũ Khánh, tay hạ xuống thuận tay vỗ vai Vũ Khánh, ánh mắt không rõ là ý gì liếc mắt liền đi qua, sau đó xoay người hướng long hành vân phất tay nói đi chúng ta mở rộng phạm vi tìm xem long hành vân và hoàng tu hùng đương nhiên là phối hợp ba người nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người minh canh giữ ô ô khoanh chân đã tọa cũng mở mắt nhìn bọn họ hơi hít mắt đưa lên mặt lan huyên nụ cười dịu dàng không thay đổi giơ tay ngoắt ngón tay a lan đại cô bị chỉ lập tức ghé sát vào chính mình cũng không ý thức được mình rất tự nhiên phối hợp Hướng Lan Huyên thấp giọng dặn dò, ngươi đi theo nhìn xem, đừng để bọn họ phát hiện. A à, Lan Đại Cô nhìn Vũ Khánh, thấy không có phản ứng, cũng im lặng rời đi. Bảo Đại Đầu cũng đi. Hướng Lan Huyên sợ có chuyện ngoài ý muốn, lại kéo tay Vũ Khánh tới, nói thầm một câu. Chương 1117, bị đánh bại. Đồng thời còn không quên bổ sung một câu, để lại biển chỉ đường. Không chỉ là yêu cầu đại đầu, vừa rồi cũng làm thủ thế để lại biển chỉ đường cho a lan đại cô đối với dũ khánh mà nói giật lỗ tai trước mặt mọi người là tật xấu gì nhanh chóng giơ tay kéo ra ánh mắt nhìn về phía lan huyên có chút u oán vừa cào đũng quần vừa nhéo lỗ tai sao lại thích động thủ như vậy trước mắt bao người có vẻ có chút mập mờ dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm có một số việc hắn đã từ trong lời nói và việc làm của đối phương mơ hồ có ý thức ví dụ như giấc mộng xuân đêm đó của bách hoa tiên phủ nhưng hắn không muốn đối mặt bởi vì không phải lý tưởng của hắn bất quá cũng không có kháng cự đối phương phân phó dù sao cũng là chính sự hắn mặc dù không biết mông phá lúc này cũng nhìn ra hướng lan huyên phán đoán không sai mông phá quả thật có vấn đề sau khi đi tới một thân cây lấy ra đại đầu một phen dặn dò đem thả bay sau khi trở về hắn mới thấp giọng hỏi mông phá đang làm cái gì Hướng Lan Huyên nhìn Minh Tăng bên kia, Đại Hòa Thượng cũng đang nhìn chầm chầm nơi này, hiện ra ô ô nguyên hình vẫn là bộ dáng ngây ngô chảy nước miếng, lỗ mũi răng xanh cùng môi kẹp một hạt đậu phòng hút không hết, phản phất như đang ngửi thứ dễ ngửi nhất trong thiên hạ, bách lý tâm, an ấp cùng tô thu tử còn ở trong núi rừng chung quanh hóng gió. Nàng vừa đánh giá chung quanh, vừa nói, mong phá đại khái là cho rằng mình không ra được, theo phong cách hành sự của hắn, tự nhiên biết đại thế ở bên nào, vì lo xa mà mưu chẳng có gì lạ. Biết đại môn không mở ra nữa, chỉ sợ còn có thể trách ta nhiều chuyện, không nên cứu hắn ra khỏi vân côn. Dũ Khánh đảo trong mắt, tự hồ hiểu được điều gì, kinh nghi nói, ý của ngươi là, Phượng quan Vân xa lưới không phải ngoài ý muốn, Phượng quan Vân có thể nghe hắn. Hướng Lan Huyên, liền xích Lan các những cái kia mặt hàng, ở bên ngoài cũng có thể hù dọa một chút các ngươi loại này, nếu không có thiên lưu sơn chỗ dựa, có thể làm sụp đổ bọn hắn người nhiều chính là, người cho rằng có thể vượt qua được mông phá bắt đầu. Một ngạo thiết ở một bên nhanh chóng nhìn bốn phía, nhìn không được nói, chúng ta nhanh chóng rời đi. Vũ Khánh, người mau đi gọi bọn Bách Lý Tâm về đi. Không vội. Hướng Lan Huyên lên tiếng ngăn cản nói, chờ một chút, nếu thật sự là chúng ta phán đoán như vậy, phổ chọc không có khả năng một người sớm chạy tới đã thảo kinh xà, nàng to con kia cũng không thích hợp lén lúc điều tra trước khi động thủ tất nhiên trước tiên đem cái này cho vây, trong chốc lát còn không tới, chúng ta còn có thời gian. Vũ Khánh buông tay, vậy cũng không cần chờ đâu, giờ đi sớm ít nhất cũng có thể chạy xa một chút, có thể an toàn hơn. Hướng Lan Huyên quét mắt nhìn bốn phía, chờ Hoàng Tu Hùng, hắn có thể sẽ trở về. Hai sư huynh đệ kinh ngạc, Vũ Khánh khó hiểu nói. Nếu bán đứng chúng ta, còn chạy về làm gì? tâm tư của bọn họ đối với những đại nhân vật này thật đúng là không cách nào phỏng đoán dù sao chưa từng chân chính va chạm cùng hiểu rõ qua hướng lang huyên chờ xem mưu đồ lâu như vậy cứ như vậy buông tha ta thật sự là không cam lòng được rồi nàng tu vi cao lại không muốn làm chủ chỉ có thể là nàng định đoạt long hành vân mông phá và hoàng tu hùng đã chạy xa chợt dừng lại dừng lại trên một ngọn núi bởi vì hoàng tu hùng nói mà dừng lại các ngươi đi trước đi ta quay đầu lại tìm các ngươi long hành vân kinh ngạc không rõ nói tại sao phải quay đầu lại tìm chúng ta cùng đi a à? mông phá cũng giả bộ nói đúng vậy hoàng tu hùng lại nói ta phải lưu lại biển chỉ đường quay đầu lại thuận tiện phượng quang vân tìm được chúng ta các ngươi đi trước ta rất nhanh sẽ đến mông phá vỗ tráng sai lầm trước đó nên đem địa điểm ẩn thân chúng ta muốn đi nói cho phượng quang vân cũng có thể tiết kiệm phiền toái này hoàng tu hùng không sao còn kịp các ngươi đi trước long thiếu vậy chúng ta đi trước đi mông phá khuyên long hành vân không có khả năng dễ dàng cắt đứt liên lạc với phượng quang vân long hành vân cũng chỉ đành gật đầu hoàng thúc vậy ngươi cẩn thận một chút mông phá đem long hành vân cánh tay muốn cất cánh hoàng tu hùng lại đột nhiên hô các chủ long hành vân quay đầu nhìn về phía hắn không biết hắn muốn nói gì Hoàng Tu Hùng lại thấy được ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng của mông phá, lời đến miệng thay đổi, ngươi cũng cẩn thận một chút. Long Hành Vân gật đầu ừ một tiếng. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Mông phá tiếp một câu, cũng không hề lề mề, kéo lên Long Hành Vân nhảy vào trong rừng, cũng không dám ở trên trời công khai bay loạn. Hoàng Tu Hùng nhìn theo thở ra một hơi, có loại cảm giác vô lực, ô ô vẫn bình thường, lúc sô vũ còn sống, còn chưa có loại cảm giác này, hiện tại hắn cũng chỉ có thể xoay người mà đi, một đường từ trước đến nay vòng vèo mà về. Khi thân ảnh của hắn lần nữa xuất hiện ở nơi ẩn thân lúc trước, Diễu Khánh cùng một ngạo thiết hiếp mắt một cái, trừng mắt một cái, chợt song song quay đầu nhìn về phía Lan Huyên, chỉ thiếu song song kinh hô lên tiếng, phát hiện nữ nhân này thật sự là thần, Hoàng Tu Hùng lại thật sự trở về, ngay cả cái này cũng có thể tính được sao. Hướng Lan Huyên trên mặt cũng nổi lên ý cười, nàng đều nhanh chờ không được, đã sắp để cho mọi người rút lui, kết quả vẫn là tới, cho nên nàng nở nụ cười, nhàn nhạt phun ra một câu, Mông Phá thua. Vũ Khánh thấp giọng hỏi, làm sao ngươi tính được hắn sẽ trở về? Hướng Lan Huyên, bởi vì Mông Phá sẽ không làm không nắm chắc sự tình, hắn đối với ta cũng có hiểu biết, biết bọn hắn mất tích thời gian quá dài tất sẽ khiến cho ta cảnh giác, đổi lại là ta, ta cũng sẽ lưu viên quân cờ đến ổn định chúng ta có thể dùng để đắn đo Phượng Quang Vân cùng Hoàng Tu Hùng, chỉ có Long Hành Vân, Mông Phá tự nhiên muốn đem Long Hành Vân lưu lại trên tay, Phượng Quang Vân bị bắt, có thể tới còn có thể là ai. Vũ Khánh chật chật, người đến rồi, nên đi thôi. Hướng Lan Huyên không đáp lại, cười hít mắt nhìn Hoàng Tu Hùng lắc mình bay tới. Hoàng Tu Hùng hướng mọi người chắp tay, hỏi, thám hoa lan, Long thiếu còn chưa về sao? Thần sắc phản ứng trên mặt còn rất giống cũng không phải ngày đầu tiên ra ngoài lăn lộn diễn kịch ai mà không biết dữ khánh như không có việc gì nói không có ngươi về trước hoàng tu hùng nhíu mày phượng quang vân này cũng không biết chạy đi đâu quên đi bọn họ hẳn là còn đang tìm chờ xem đi lại chắp tay tỏ vẻ quấy rầy sau đó xoay người bay trở về dưới gốc đại thụ nghỉ chân bên kia sư huynh để hai người dĩ nhiên biết được một chiêu này dụng ý lấy xích làng các ba người cảm tình muốn bán đứng bên này quả quyết sẽ không đáp thượng một cái tại đây tê liệt bọn họ dụng tâm hiểm ác khó lòng phòng bị dữ khánh ngẫm lại đã nổi giận thật muốn hỏi mông phá một chút lúc này còn nội đấu thành như vậy có ý nghĩa sao hắn hơi nghiêng đầu dựa về phía lan huyên còn không động thủ còn phải đợi tới khi nào cứ tiếp tục lề mề thật sự bị vây quanh liền phiền toái hướng lan huyên kỳ quái nói động thủ động thủ cái gì dữ khánh kinh ngạc không phải ngươi muốn bắt hắn sao biểu môi với hoàng tu hùng hướng lan huyên liếc mắt ai nói muốn bắt hắn dữ khánh kinh nghi vậy ngươi chờ hắn làm gì đừng nói hắn ngay cả một ngạo thiết cũng rất bất ngờ sư huynh đệ hai người đều cho rằng hướng lan huyên là muốn đem hoàng tu hùng cho bắt đi để sau đó lợi dụng xích lan các ba người thâm hậu cảm tình náo loạn nửa ngày lại không phải nữ nhân này làm cái quỷ gì hướng lan huyên hỏi ngược lại cậu hẳn là biết dịp a lan và đại đầu sẽ để lại biển chỉ đường như thế nào chứ vũ khánh nghi hoặc nói biết ngươi muốn làm gì còn có thể làm gì tự nhiên là rời đi chẳng lẽ còn muốn ngồi chờ chết hay sao hướng lan huyên cười lạnh một tiếng chợt lớn tiếng nói đem người thu nạp một chút rời đi lời này vừa nói ra ngồi nằm cơ hồ đều đứng lên nhất là hoàng tu hùng rõ ràng giật mình không nhỏ nhanh chóng lắc mình lại đây vội hỏi hướng đại hành tẩu đi đâu minh tăng cùng thanh nha lần lượt tới cũng là vẻ mặt nghi vấn hướng lan huyên nói phượng quang vân chậm chạp không về ta lo lắng có thể xảy ra chuyện gì hay không không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất để ổn thỏa mọi người vẫn là dời ổ đi trước đổi chỗ đặt chân rồi nói sau dũ khánh sư huynh đệ hai người hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không hiểu nữ nhân này đang hát cái gì minh tăng cùng thanh nha đối với chuyện này ngược lại có thể lý giải an toàn là trên hết cẩn thận một chút là chuyện tốt hoàng tu hùng lại có chút mơ hồ mất trắc trở lớn như vậy hắn tự mình trở về không phải là vì ổn định bọn họ sao như thế nào lại muốn dời ổ đây chẳng phải là bận rộn vô ích một hồi còn đáp lên phượng quang vân bình thường lại trầm ổn lúc này cũng có chút không nhịn được có chút sốt ruột nói chúng ta hiện tại đi trở về các chủ chúng ta đến không thấy người làm sao bây giờ. Hướng Lan Huyên, cái này dễ làm, chúng ta lưu lại dấu hiệu đường, ngươi ở lại chờ được rồi, chờ Long Hành Vân bọn họ trở lại, ngươi dẫn bọn họ theo dấu hiệu đường tới tìm chúng ta là được. Hoàng Tu Hùng muốn nói lại thôi, nhất thời không tìm được lý do thích hợp để khuyên can lưu lại. Mà hướng Lan Huyên đã nghiêng đầu nói với Vũ Khánh, để an toàn, để lại hai loại biển chỉ đường đi, sửng sốt cái gì, đem biển chỉ đường nói cho người ta a à, Diễu Khánh ngay người lúc này mới hiểu được, hai cái biển chỉ đường kia là lúc này dùng để phát huy công dụng sao. Mặc dù còn không quá rõ ràng hướng Lan Huyên đến cùng đang làm cái quỷ gì, nhưng biết làm như vậy tất có nguyên do, lúc này ở trên mặt đất khoa tay múa chân lên, một cái là như vậy móc câu hình mũi tên, một cái là như vậy đốt cháy một khối nhỏ. Hoàng Tu Hùng nhìn chầm chầm bản vẽ biển chỉ đường ngay người. Hướng Lan Huyên nói với Mục Ngạo, ngươi muốn bỏ bọn bách lý tâm sao? Một ngạo thiết lúc này mới tỉnh ngộ lại, là thật muốn rời đi, nhanh chóng lắc mình mà đi chào hỏi bọn bách lý tâm đang hóng gió. Thanh Nha lấy đầu phòng trên miệng ngửi không hết, duỗi lưng một cái, ở đây chán rồi, đổi chỗ ngắm cảnh cũng tốt. Gặp lại Hoàng Tu Hùng còn đang kinh ngạc nhìn chầm chầm bản vẽ biển chỉ đường trên mặt đất, sắc mặt âm tình bất định, hắn vương một chân trần xóa bản vẽ đi, Hoàng Huynh, muốn ta nói a? À? Long thiếu trở về cũng không cần phải theo kịp nữa, nghe ta khuyên một câu, cách cậu thám hoa xa một chút chưa chắc là chuyện xấu. Rung đùi đắc ý, bộ dáng lão tử là lên thuyền giặc không có biện pháp. Sau khi ô ô và sô vũ phế đi, thái độ nói chuyện của hắn ở trước mặt nhân viên xích lan cát có chút nâng lên. Vũ Khánh nói tiếp, thanh gia, mắng ta làm gì, ta không đắc tội ngươi chứ. Thanh nha xì một tiếng, lại cầm lấy hạt đậu phộng cuối cùng đặt trước mũi hít vào rất nhanh, Bách Lý Tâm, An ấp và Tô Thu Tử đều đã trở lại, Thanh Nha vẫn rất thức thời, thấy Minh Tăng khiên ô ô lên, vội vàng đi qua tiếp nhận, ta tới, ta tới. Biết rõ Minh Tăng hiện tại là bảo đảm lớn nhất của hắn. Đoàn người cứ như vậy xuất phát, biến mất ở trong rừng. Sau khi một mình chất phát một hồi, Hoàng Tu Hùng vẫn có chút không yên lòng, cũng lắc mình vào trong rừng, sau một phen tìm kiếm, quả nhiên lục tục tìm được hai biển chỉ đường đã ước định đối ứng với chỉ hướng lại tìm được biển chỉ đường tiếp theo, hắn mới trở về địa phương ban đầu. Đứng ở dưới tàn cây hắn thở dài, phát hiện mình tự hồ không có lựa chọn, muốn hoàn thành mơ hồ kế hoạch, hắn cũng chỉ có thể một mình ở lại chỗ này bị bắt. Hành vi của đám người kia tuy rằng vượt qua dự liệu của mông phá, bất quá cũng may để lại biển chỉ đường có thể tìm được, sau khi hắn xa lưới, vẫn có thể tiếp tục hoàn thành kế hoạch của mông phá. Trong núi đi nhanh hướng Lan Huyên giơ tay ý bảo, phía sau một đám người đều ngừng lại đứng ở một chỗ mới tìm được đường biển trước hướng lan huyên lần này không có ấn đường biển đi mà là chỉ cái phương hướng khác thám hoa lan lưu một chút đại hòa thượng ngươi mang bọn hắn trước đi hướng bên kia đi một đám người nửa tin nửa ngờ rời đi cũng đều phát hiện dị thường biển chỉ đường lúc trước chỉ điểm cho hoàng tu hùng hiển nhiên không phải bọn họ tạm thời lưu lại mà là không biết người nào lưu lại vừa rồi bọn họ vẫn luôn đi theo biển chỉ đường Bất quá cũng không khó đoán được là ai lưu lại, A à, Lan Đại Cô không có ở đây. Chờ những người khác đi rồi, Hướng Lan Huyên mới nói với Vũ Khánh, lúc trước trên đường ngươi không phải nhìn thấy một ngọn núi có địa mạo kỳ lạ, nói ngọn núi kia đẹp sao. Không theo biển chỉ đường để lại. Vũ Khánh chỉ xuống biển chỉ đường, đột nhiên vẻ mặt chấn động, dường như đột nhiên tỉnh ngộ, mở to mắt nói, ngươi đây là muốn đem mông phá bọn họ bán đi hoàng tu hùng cùng biển chỉ đường là ngươi cố ý để lại cho vân côn bọn họ mồi hướng lan huyên nở nụ cười phát hiện đại tài tử chính là đại tài tử đầu óc chuyển còn rất nhanh một lối rẽ này liền nhanh chóng phản ứng lại lúc này hừ lạnh nói là mong phá bất nhân trước vậy thì không thể trách ta bất nghĩa ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi Vũ khánh đảo trong mắt kết hợp với một ít dấu hiệu phát hiện trước đó phá miệng nói cái rắm ngươi đã sớm đối với hắn lòng mang bất chính ngươi đã sớm mưu đồ đem hắn bán đi đây chính là lúc trước ngươi nói giữ hắn lại còn hữu dụng sao hướng lan huyên lại ra tay lại là quen thuộc sáo lộ trực tiếp cào đũng quần nói thô tục với ai đây cho ngươi mặt mũi có phải hay không không cho vân cung tin tưởng tiên phủ đại môn sẽ không lại mở ra như thế nào đem hắn từ cửa lớn dẫn ra chúng ta như thế nào tìm cơ hội đi ra ngoài lan tâm cẩu phế ta còn xuất lực không lấy lòng còn dám mắng ta Hướng đại hành tẩu anh Minh, là ta miệng ngốc nói sai, ngươi, ngươi buông tay trước. Vũ Khánh Thanh âm phát trung, bất quá cầu xin tha thứ vẫn là hữu dụng, thân thể rất nhanh nhẹ nhàng xuống, ông đủng quần dạo qua hai vòng mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi, ngươi không đi theo chúng ta sao? Hướng Lan Huyên chỉ xuống biển chỉ đường, ngươi ngốc à? Ta đây không phải là đi theo biển chỉ đường đi tìm dịp A Lan và đại đầu sao, không tìm được bọn họ, lát nữa bọn họ đi đâu tìm chúng ta? ta thuận tiện đi sắp xếp một chút. Ngươi đi trước, lát nữa ta sẽ dẫn bọn họ đi tìm các ngươi. Được. Vũ Khánh xem như thành thật đáp ứng, đau đớn chưa tiêu, không dám lỗ mãn. Vì thế hướng Lan Huyên lắc mình biến mất. Vũ Khánh đưa mắt nhìn theo nhe răng theo, phát hiện loại nữ nhân này thật sự là đáng sợ, vẫn là câu nói kia, ai cưới ai xui xẻo. Chương 1118, Bán Chủ Cầu Vinh Giữa núi non trùng điệp nguy nga, trong sơn cốc sâu kín, dòng suối vui vẻ, Long Hành Vân lại vui vẻ không nổi, ngồi ở trên một tảng đá bên dòng suối rầu rĩ không vui. Ngồi xổm bên dòng suối vốc nước bổ nhào vào mặt mông phá đứng dậy, chỉ chỉ bốn phía, nơi này ẩn thân cũng không tệ lắm, ẩn nấp, trên vách đá còn có hang động có thể che gió che mưa. Nói xong dừng lại, chú ý tới Long Hành Vân tâm tình không được tốt lắm, hỏi: "Làm sao vậy?" Long Hành Vân thở dài, Nhị thúc đối với ta luôn luôn không tệ. Chú của nó. Mông Phá hơi giật mình, ý niệm xoay chuyển mới phản ứng lại là chỉ ô ô, đây là bởi vì ném ô ô xuống biết ô ô sẽ bị bắt mà ấy nấy, lúc này an ủi nói, đây cũng không phải ngươi vô tình vô nghĩa, chúng ta cũng là không có biện pháp, nếu thật sự mang theo ô ô cùng nhau rời đi, kẻ ngốc cũng biết chúng ta không phải đi tìm Phượng Quan Vân, chúng ta căn bản đừng nghĩ thoát thân. Ai? Long Hành Vân lại thở dài một tiếng, Hắn sao có thể không biết đạo lý này, chỉ là nghĩ đến đưa ô ô vào miệng hổ như vậy, hắn thật sự là lương tâm khó an. Lý do duy nhất có thể khuyên bảo mình, cũng là lý do mong phá cho, ô ô biết chân tướng nguyên nhân cái chết của mẫu thân hắn nhưng không chịu báo cho biết, nhất định có chỗ không thể cho ai biết. Nếu như mình biết nguyên nhân cái chết của mẫu thân, sao có thể bị tên khô lâu này xúi dục? Trong bụi cỏ trên vách núi, A Lan đại cô bí mật quan sát tình hình trong cốc im lặng bất động nín thở ngưng thần không dám có chút động tĩnh nào tạm thời cũng không có ý rời đi bởi vì bây giờ vẫn chưa thể xác định hai người đang nhìn chằm chằm là muốn nghỉ chân ở đây hay là dừng chân yên lặng chờ đợi một hồi sau chợt cảm giác phía sau tựa hồ có người trực giác tính đột nhiên quay đầu nhìn lại thấy quả nhiên có người một gốc cây đại thụ phía sau đứng một nữ nhân nửa lộ thân hình nhìn chằm chằm chính mình thấy rõ người tới hình dạng sau hồn kinh nàng mới thở phào nhẹ nhõm người tới không phải người khác chính là hướng lan huyên hướng lan huyên sờ sờ đại đầu trên vai sau đó lại vẫy vẫy tay với a lan đại cô a lan đại cô nhẹ nhàng lui về ở dưới tàn cây gặp nhau nói thầm một hồi hướng lan huyên lại tự mình tiến lên trốn ở trên vách núi quan sát xuống phía dưới một hồi sau khi nhìn thấy mông phá cùng long hành vân bay đến một cái hang động trên vách đá điều tra trong lòng đại khái đã tính toán cũng lặng lẽ lui về phía sau sau khi chạm mặt nói thầm một hồi hướng lan huyên mang a lan đại cô đi lại có công đạo khác với đại đầu để đại đầu ở lại nơi này tiếp tục giám thị hoàng tu hùng không thủ núi rừng trong im lặng đột nhiên từ từ đánh giá trái phải cảm giác bốn phía bỗng nhiên trở nên có chút an tĩnh nơi đây vốn tương đối yên tĩnh chỉ là đột nhiên cảm giác càng thêm yên tĩnh lúc trước mơ hồ còn có thể nghe được tiếng côn trùng kêu tương đối xa hiện tại hình như không có hiện tại chỉ có thể nghe được dưới bóng cây phụ cận Ngẫu nhiên có côn trùng kêu thầm. Hắn lập tức phi thân mà lên, rơi vào trên ngọn cây, thấy được xa xa trong núi rừng thỉnh thoảng có chim chóc lướt lên sau đó vỗ cánh bay đi. Bởi vì biết mình phải đối mặt với cái gì, hắn lúc này tính cảnh giác vốn là kéo căng đến đỉnh điểm, nhìn ra xa trong ánh mắt hiện lên một loại tự cảm mạc khổ sở, mặc dù không thấy được bất luận cái gì nhân mã, nhưng hắn biết, đã tới, chính mình chờ đợi rốt cục đã tới. Sau lưng một ngọn núi lớn, phổ chọc đứng yên chờ đợi, bên cạnh còn có không ít nhân mã, cùng với rắn bốn chân đang ngủ đông. Cưu hạp một bên thỉnh thoảng sẽ giơ tay lên nhìn vết thương mình đã băng bó sau khi chặt tay, có một điểm hắn cũng không thể không thừa nhận, thuốc trị thương nơi này đưa ra quả thật bất phàm, có thể cảm giác được vết thương đã bắt đầu khép lại. Một cái bóng người lóe tới, bay xuống cùng phổ chọc thể diện tề cao trên cành cây, chính là bị phái đi điều tra Kha Mật. Kha Mật nhìn Phượng Quang Vân mình đầy thương tích, mới quay đầu bẩm báo đại nhân tra xét qua nơi đó quả thật có người nhưng chỉ có một người hoàng tu hùng của xích lan cắt ở đó những người khác đều không biết tung tích phượng quang vân ngồi trên cành cây còn một cái đứng lên vẻ mặt khó có thể tin điều này không có khả năng kha mật có thể không phải do tôi định đoạt mà là hiện thực bày ra trước mắt phượng quang vân tràn đầy kinh nghi bất định nói thầm tự nói tại sao có thể như vậy phổ chọc quét mắt nhìn phản ứng của nàng, hỏi thuộc hạ tâm phúc bên cạnh, đã thảo kinh xạ có người chạy thoát hay sao? Thủ hạ bên cạnh nói, điều này không có khả năng, chúng ta bọc đánh phạm vi lớn, chính là bởi vì sợ người chạy trốn, lưới kéo rất nghiêm mật, trừ phi có người báo tin trước còn kém không nhiều lắm. Cựu hạp chen miệng vào, hỏi Phượng Quang Vân, bọn họ trước đó có trốn dưới đất không? Phượng Quang Vân lắc đầu, không có. Cựu hạp suy nghĩ một chút, đối phổ chọc nói, đại nhân, chuyện đã đến nước này, dựa vào đoán vô dụng, chỉ có thể là động thủ tra rõ, có một người bắt một người, bắt một cái liền biết. Phổ chọc khẽ vuốt cầm, hạ lệnh, động thủ đi. Nàng dẫn đầu lắc mình mà ra, mang theo thanh thế sấm sét bay về phía trên không trung điểm mục tiêu lơ lửng nhìn xuống. Trong rừng hoàng tu hùng ngẩng đầu nhìn, thấy được, còn muốn diễn kịch diễn giống một chút, quay đầu liền hướng trong rừng nhảy lên, đối diện liền đụng phải đám đông phi dực tứ chân xà, hắn nhanh chóng bay lên trời, ý đồ bay lướt qua, đại lượng phi dịch tứ chân xà theo sông lên, kha mật một cái lắc mình tới. Oanh, chỉ một tiếng vang mà thôi, Hoàng Tu Hùng liền bị đánh rơi xuống rừng như sao băng. Đại lượng nhân mã tụ tập lại đây, bắt đầu thâm nhập điều tra vùng này, mỗi một thân cây, mỗi một tảng đá cùng đất đều không buông tha, sợ có người trốn ở dưới đất. Khi tinh thần quể oải mặt đầy máu tươi hắn bị đưa tới phổ chọc cùng lúc, hắn thấy được Phượng Quang Vân bị bắt, lúc này kêu gào Phượng Quang Vân, là người bán đứng chúng ta. Phượng Quang Vân đang kinh nghi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì cùng kế hoạch tốt không giống nhau, nghe được lời ấy, đọc hiểu đối phương truyền tới tin tức, lúc này kêu gọi đầu hàng đáp lại, A Hùng, Thượng Tiên đã đưa ra cam đoan, cam đoan sẽ không làm khó các chủ cùng ta, xu thế phát triển, chúng ta cho dù không vì mình mà suy nghĩ, cũng phải vì các chủ mà suy nghĩ chứ. Dưới sự khuyên bảo của nàng, Hoàng Tu Hùng đã khai ra nguyên nhân và lộ trình di chuyển của bọn Lan Huyên. Phổ chọc ra lệnh một tiếng, rất nhiều nhân mã bắt đầu một lần nữa điều chỉnh bố trí, lần nữa theo biển chỉ đường triển khai đuổi bắt. Hoắc lãng theo đội thấy chỉ bắt được một người, vừa âm thầm may mắn, không nghĩ tới lại toát ra như vậy, làm cho hắn cũng không biết hướng Lan Huyên rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, đây rốt cuộc là tiếp thu được tin tức của đại đầu trùng hay là không có tiếp thu được. Trái tim hắn lại bất ổn màn đêm buông xuống, hướng Lan Huyên mang theo A Lan Đại Cô chạy tới một nơi kỳ sơn tú thủy ánh sáng rực rỡ, gặp được đám người giữ khánh ẩn thân ở đây. Thấy tất cả mọi người mạnh khỏe, người tới trước tới sau xem như yên tâm. Không thấy đại đầu, cũng không thấy nhắc tới Lan Huyên, Diệu Khánh không thể không tìm một cơ hội thấp giọng hỏi, đại đầu đâu? Hướng Lan Huyên giải thích một chút, người ở lại bên kia quan sát không thích hợp, một khi đuổi bắt trận thế bao trùm đi qua, dễ dàng bị phát hiện đại đầu một con sâu thì rất dễ dàng trà trộn qua. Cũng đúng, Lý Khánh khẽ gật đầu, không tiện để cho A Lan đại cô mạo hiểm, ánh mắt trở lại trên mặt hướng Lan Huyên thì hơi giật mình, chỉ thấy hướng Lan Huyên mái tóc bồng bềnh dưới ánh sáng mờ chiếu rọi cực kỳ quyến rũ, không khỏi nhìn ngay người. Sau khi hướng Lan Huyên chú ý tới, khóe miệng gợi lên một nụ cười, sau đó ở trong gió lắc lắc tóc dài, thu lại búi lên, lấy ra cây trăm cài tóc xanh biếc kia. Cài ở trên búi tóc, trong nháy mắt lại là một loại phong tình khác. Vũ Khánh thu hồi tinh thần, không có gì để nói, tiếp theo, ngươi định làm gì? Hướng Lan Huyên nhìn ra xa nơi hoàng hôn, hiến ra mông phá, liền xem Vân Côn có tin hay không, tin hắn tự nhiên sẽ từ cửa rời đi, chúng ta liền có cơ hội. Vũ Khánh thở dài, chỉ mong vậy, nếu hắn còn không chịu rời đi thì sao? Nếu là tìm cơ hội đem lê hoa cho bắt cóc, đem Vân Côn tân phu nhân cho trói lại, không biết có thể hay không đem hắn cho dời đi. Dũ Khánh ngẩn ra, chợt ánh mắt sáng lên, hiểu được, nước cờ lúc trước nữ nhân này đi giữa Kha Mật và Lê Hoa, đến lúc đó sợ là sẽ phát huy công dụng. Mặc kệ có được hay không, không thể ngồi chờ chết, không đi lên tuyệt lộ phải nghĩ biện pháp, tóm lại đi một bước nhìn một bước đi. Hướng Lan Huyên cũng là một tiếng thang. Trời tối, bên ngoài hô hoáng dị thường động tĩnh, khiến mong phá cùng long hành vân trốn ở vách đá trong hang động câm như hến ngay cả hô hấp đều ngừng lại cho dù là long hành vân cũng có thể nghe ra bên ngoài xuất hiện đại lượng nhân mã đang từ phía trên sơn cốc xẹt qua hai người cũng không biết là tình huống gì tuy rằng trời đã tối nhưng không có trở ngại tiến độ truy đuổi của phổ chọc nhân mã để tránh cho ánh sáng sẽ đã thảo kinh xà phổ chọc triệu tập yêu tu có thể nhìn ban đêm đến đêm hôm khuy khoắc cũng không trở ngại hiệu suất tìm kiếm biển chỉ đường phổ chọc lơ lửng vừa từ từ bay qua gần sơn cốc, đối với nàng mà nói là từ từ, liền có người cưỡi phi dực tứ cước xà đến báo, đại nhân, thám tử phía trước bôn ba một đoạn đường rất xa, vẫn chưa phát hiện ra biển chỉ đường. Phổ chọc lập tức vung tay lên, ngăn cản nhân mà phía sau tiếp tục đẩy mạnh. Rất nhiều nhân mà khẳng định là ở phía sau, đều rầm rầm tiến lên mà nói, sẽ đem mục tiêu cấp kinh chạy, cũng là loại này truy bắt phương thức nên có kế sách. Cô hỏi, chỗ cuối cùng phát hiện biển chỉ đường ở đâu người tới chỉ về phía sơn cốc phía dưới ở trên vách núi đối diện phổ chọc lúc này ra lệnh một tiếng nhân mã triển khai cẩn thận lục soát ngay tại chỗ nhân mã đi theo lên tiếng mà động các loại ánh lửa hô hô sáng lên hoàng tu hùng lưu ý đến hoàn cảnh nơi đây lại kết hợp với phương hướng chuyến đi này kinh nghi trong mắt khó tiêu tóm lại sắc mặt rõ ràng không thích hợp kết quả rất nhanh liền phát hiện mục tiêu hang động trên vách đá quá dễ thấy muốn không bị tra cũng khó mông phá cùng long hành vân đặt mình trong hoàn cảnh rất nhiều nhân mã ngay cả chạy cũng không có biện pháp chạy mông phá rất thức thời giơ tay đầu hàng trước long hành vân có chút bối rối đầu hàng hắn không có thói quen kia hiển nhiên mông phá đều như vậy hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ kết quả bị người đánh ngã trên mặt đất hai người sau khi bị chế trụ kéo ra phượng quang vân sau khi nhìn thấy khó có thể tin nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Hoàng Tu Hùng, sắc mặt người sau cực kỳ khó coi. Có chút sợ hãi mong phá nhìn thấy hai người bọn họ về sau, kinh hãi, nhìn không được phẫn nộ quát, Hoàng Tu Hùng, ngươi dám bán chủ cầu vinh, thua thiệt ta mắt mù tin ngươi có trung can nghĩa đảm. Hoàng Tu Hùng âm thầm kêu khổ, muốn cho hắn câm miệng, ngươi vừa hô, kế hoạch chẳng phải là muốn bại lộ sao. Long Hành Vân nhìn chầm chầm hắn đã sợ ngay người, nằm mơ cũng không thể tin được hoàng thúc của mình sẽ bán đứng mình. Cũng may hoàng tu hùng phản ứng cũng nhanh, tại chỗ kêu gọi sửa chữa, các chủ, chỉ cần thành thật phối hợp, thượng tiên đáp ứng không làm khó chúng ta. Mông tiên sinh, thám hoa lan bọn họ trốn ở đâu, thành thật khai ra còn có thể ít chịu tội. Lời này vừa nói ra, mông phá cùng Long Hành Vân đều giật mình một chút, ý thức được không đúng, hướng lan huyên bọn họ không có bị bắt, không phải ở cùng một chỗ với Hoàng Tu Hùng sao? Cưu Hạp lập tức từ trong phản ứng của bọn họ cảm giác được không đúng, nhanh chóng hướng phổ chọc đề nghị, đại nhân, đem bọn họ tách ra thẩm vấn, để tránh thông cung. Phổ chọc gật đầu đồng ý, lục soát phạm vi lớn tại chỗ vẫn còn tiếp tục, thẩm vấn nhằm vào mấy người này cũng triển khai. Hết chương 1118. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé